Xin chào mọi người, xe 7 chỗ cực hot lại về các anh chị nha. Bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ nè, đời cao nhập khẩu giá mềm mềm thì phải lấy ngay chiếc này nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Suzuki XL7 số tự động đời 2021 các anh chị ha, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nè, đi mới có 20.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 589 triệu các anh chị ha. Bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm cái dòng này, đặc biệt là màu trắng, thì phải nhanh tay liên hệ Tuyền để đặt cọc ngay các anh chị ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng, mang biển số 61 là Bình Dương nè. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Xe này là 586 triệu các anh chị nha, Tiền nhầm một tí xíu. Rồi, nước sơn quanh xe thì khá là liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, không bị trầy xước gì hết các anh chị. Nước sơn pha nó cực kỳ đẹp, mới nước sơn nguyên zin, phải nói là mới 98-99% các anh chị nha. Rồi, 61A nè, 92506, bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền. Nắp capo không trầy xước các anh chị, những cái mối nối và nó cực kỳ khít liền lạc, không có bị hở nhiều gì hết nha. Đấy, phần cản cũng không có bị trầy xước nữa, chỗ nào trầy thì Tiền sẽ báo trầy các anh chị ha. Rồi, mình kiểm tra lớp nha, độ gây gió Tiền thấy còn khá là sâu á các anh chị, khá là sâu nha. Mâm thì cũng không có bị trầy xước gì hết á các anh chị. Đấy. Rồi, đăng kiểm thì còn tới tháng 10 năm 2023 nè các anh chị, đường bộ thì hết rồi. Nhưng mà cái này mình còn đăng kiểm thì mình vẫn đi được bình thường ha. Khi nào hết đăng kiểm rồi mình đóng luôn đường bộ lần, không có bị phạt đâu các anh chị. Ở đây thì có dán phim cho mình rồi nè. Tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm ha. Phần bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết. Đấy. Mica đèn còn rất là đẹp nè, không có bị ố mờ hay là vô nước gì hết các anh chị ha. Phía sau thì Tiền thấy có một cái cam lùi, có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng nha. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe này thì tầm khoảng 6 đến 7 lít ha. Cốp thì có tiben trợ lực nè các anh chị, xe mới về chưa vệ sinh mà phải nói là rất là sạch và rất là mới á. Anh chủ giữ xe khá là kỹ ha. Những cái phần nhựa lấy đồ ra vô cũng không có bị trầy xước nhiều ha. Đây, dưới này. Đấy, cái hộc để đồ các anh chị. Con đội tay quay thì được đặt bên này nè các anh chị. Đấy, đồ nghề còn đầy đủ ha. Nhà mình nếu mà không có đi full người thì mình gặp ghế xuống các anh chị. Gặp ghế xuống để mình để được một khoảng để đồ rất là lớn các anh chị ha. Những cái phần nhựa bên trong nè, không có một vết trầy xước nào hết. Cũng hơi tối, chắc các anh chị nhà mình hơi khó thấy một tí xíu ha. Xem mà không rõ thì liên hệ Tiền, Tiền gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem nha. Tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Xe này còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nha. Ghế da pha nỉ nguyên zin, sàn thì để Tiền xem. Sàn thì sàn Simili, có tách vi sàn ở trên trần thì trần nguyên bản, rất là sạch sẽ nè các anh chị. Rồi, màu trắng thì rất là dễ sử dụng các anh chị ha, vừa có thể đi gia đình vừa có thể chạy dịch vụ được luôn. Đây, chìa khóa của XL7 các anh chị. Dòng này thì bữa giờ các anh chị nhà mình tìm rất là nhiều nè, nên nếu mà ưng chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền nha, vì dự kiến xe này sẽ bán rất là nhanh. Rồi, thì sẽ đề máy nha. Tiếng máy khá là êm. Vô lăng không trầy xước các anh chị ha, những cái nút bấm nè không có bị mờ, chữ mất số gì hết, logo cũng còn rất là đẹp nè. Rồi, nhìn đồng hồ giúp Tiền nha, 20.934 km các anh chị. Trên này tắp lô anh chủ có trải thảm ha, có dán băng keo hai mặt cho mình luôn. Một cái màn hình zin theo xe ha. Dưới này nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp Tiền, vàng lạnh ha. Rồi dưới này là những cái cổng sạc 12V, cổng USB nè, con số cực kỳ đẹp luôn. Rồi, phần chất da của hàng ghế bên phụ cũng còn rất là mới nha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị ha. Giờ này là cũng chiều rồi đó các anh chị, 5 giờ chiều rồi đó. Ồ, mà xe này nó hot quá nên khi về là Tiền nán lại, Tiền quay phim cho mọi người xem luôn. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm Tiền phần ốc của nắp capo, keo chỉ capo ha, nguyên zin các anh chị nha. Rồi, nhìn sơ phần ốc máy giúp Tiền luôn nè, ốc ác sơn phết nguyên zin. Đấy, tem mát từ nhà máy vẫn còn các chị. Bên Tiền thì nó không có xe lỗi, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị ha.
Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Suzuki XL7 số tự động đời 2021 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha. Đi mới có 20.000 km thôi, bên Tuyền đang bán xe này với giá là 586 triệu các anh chị nha. Giá hôm nay Tuyền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này á thì nhanh tay liên hệ Tuyền đi để chuyển khoản đặt cọc ngay giữ xe nha, vì dự kiến xe này sẽ bán rất là nhanh. Còn về chất xe thì các anh chị nhà mình yên tâm, ở bên Tuyền cam kết thì có văn bản, có hợp đồng đàng hoàng, còn bao tách hãng cho các anh chị nữa, nên là các anh chị yên tâm nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền nha. Hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và 7 chỗ bên Tuyền còn rất nhiều xe các anh chị. Còn Fortuner nè, Fortuner máy xăng 2013 ha, Fortuner máy dầu 2015 nè, Fortuner máy dầu 2020, rồi có Everest, có CRV, rồi có Santa Fe, Sorento, rất nhiều xe. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào á thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tuyền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.